Xin chào các bạn đến với chương trình Mổ băng của On Sport. Chúng tôi sẽ phân tích những tình huống tấn công của các cầu thủ Hà Nội trước các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Đây là tình huống các cầu thủ Hà Nội tổ chức tấn công. Chúng ta có thể quan sát thấy hệ thống phòng thủ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai được tạo ra thành hai lớp rất chắc chắn ở khu vực sân nhà. Đội trưởng Văn Quyết bên phía câu lạc bộ Hà Nội đã có một tình huống vượt qua hậu vệ Văn Thanh bên phía câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai một cách dễ dàng. Điều đó cho thấy hệ thống phòng thủ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã bị phá vỡ. Chúng ta có thể nhìn thấy Quang Hải đang đứng ở vị trí rất thuận lợi, không có cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai áp sát và gây áp lực. Văn Quyết phát hiện ra điều này, đã có một đường truyền thuận lợi vào cho Quang Hải và Quang Hải đã có một pha bắt vô lê rất nhanh. Tình huống pressing của các cầu thủ Hà Nội. Khi Đức Lương có bóng, chúng ta đã thấy tân binh KB đã có ý thức lao vào áp sát rất nhanh để giành lại bóng. Khi Omar có bóng, chúng ta quan sát hàng phòng ngự của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai đã để lộ ra khoảng trống phía sau lưng hàng thủ. Nếu Omar trong tình huống này có một pha chuyền bóng nhanh hơn và thuận lợi hơn cho Văn Quyết, có lẽ Văn Quyết đã đối mặt với thủ môn Chiesma bên phía câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng pha dứt điểm của Văn Quyết đã không chiến thắng được thủ thành Chiesma ở trong tình huống này. Tình huống phản công của các cầu thủ Hà Nội. Khi Omar có bóng, chúng ta hãy quan sát. Văn Kiên đang băng lên chồng biên rất nhanh. Omar có thể đưa ra một đường truyền thuận lợi cho Văn Kiên vào khoảng trống phía sau lưng hàng thủ của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai để khai thác. Và ở đây chúng ta có thể quan sát vị trí trung vệ của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai có cự ly khá xa nhau, không ai theo kèm đối với đội trưởng Văn Quyết bên phía câu lạc bộ Hà Nội. Omar đã quan sát rất nhanh và có một đường truyền thuận lợi vào cho Văn Quyết đánh đầu, nhưng pha đánh đầu của Văn Quyết đã không hạ gục được thủ thành Chiesma.